Hello, chào mừng các bạn đã đến với kênh ZoomMV, một kênh hướng dẫn lập trình mobile. Hiện tại thì mới có Java và tương lai sẽ nhiều ngôn ngữ khác. Ok, thì nhớ đăng ký kênh nhá. Ở video trước mình hướng dẫn các bạn làm con game về hình mắt chữ. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục làm con game đấy. Thì ở video mới nhất thì mình hướng dẫn có nói với các bạn á, là những data này thường toàn là data kiểu apply kiểu data phích cứng á. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ các bạn làm nào để tạo ra cái data động cho nó, hôm nay như kiểu là trả lời xong câu này phải đến câu tiếp theo đấy. Ok, thì vào app nhá. Thì ở đây mình bấm power cho đỡ lán. Ở đây mình sẽ tạo cho nó một cái thằng Java class này và một cái bucket đi, bucket riêng. Mình sẽ đặt tên nó là object obesity. Ok rồi đấy. Thì bây giờ đây mình tạo Java class là câu đố, tên mình sẽ đặt tên là câu đố. Ok rồi, câu đố đúng không? Câu đố thì có những cái gì? Câu đố đầu tiên thứ nhất là có string là tên màn này. Tiếp theo là đáp án. Tiếp đến nữa là ảnh, đúng không? Ảnh mình sẽ lấy từ trên mạng nhá, ảnh URL trên mạng á. Rồi còn gì nhỉ? Đáp án rồi xong. Ok chưa? Thì bây giờ nhá. Bây giờ đây mình sẽ tạo ra cho nó public này. Hello. Không, các bạn thông cảm, khổ cái mic. Cái mic của mình mua có 20.000 à. Bây giờ nói nó cứ dí mồm đây đau lưng lắm. Public này. Câu đố. Mình sẽ tạo ra một con character mặc định cho nó. Đó. Tiếp đến nữa. Rồi, tiếp đến public này. Một cái thôi. Tiếp đến mình sẽ dùng tạo lệnh. Đấy, các bạn nhấn an insert. Các bạn chọn constructor container test. Rồi ok, thế là mình đã có một cái constructor khác, đúng không? Thì trong này nhá. Đây. Mình sẽ tạo ra cho nó một cái quên. Mình phải tạo ra xong một cái packet. Packet này mình sẽ sửa thành packet này là model. Model là các bạn đặt thích đặt thế nào cũng được, mình thích đặt là model hơn. Ở trong này mình sẽ tạo ra cho nó một cái Java class. Đó. Là chơi game model. Không biết model mình viết đúng không nhỉ? Không rõ. Trong này mình sẽ tạo ra cho nó, mình sẽ có một biến chơi game activity. Đó, mình đặt là c chấm vải và mình tạo ra constructor cho nó và mặc định là phải truyền vào thằng này vào. Và trong thằng này mình sẽ có một cái thằng fake data, một cái thằng arranged data. Arranged kiểu xíu liệu arranged này chính là cái thằng câu đố của mình vừa tạo vào đấy, được chưa? Arr chấm vải này. Tiếp đến nữa là một cái biến index là câu số mấy. Mình đặt câu số rồi đó, mình đặt là bằng không rồi, chấm vải này. Rồi và ở đây mình sẽ gọi cái hàm private này, rồi tạo data chưa. Tạo data đấy. Rồi, làm data có nhiệm vụ gì? Thì nó sẽ đầu tiên là mình sẽ phải khởi tạo cái arranged của mình lên trước á. Arranged đó. Tiếp đến arranged sẽ chấm add thêm một vài câu. Đó. Thêm một vài câu hỏi. New câu đố à. Thứ nhất đầu tiên câu đố đầu tiên là tên đúng không? Tên
Tiếp đến nữa là câu trả lời, và tiếp đến nữa là hình ảnh. Đấy. Rồi, chấm phẩy. Rồi, căn chấm D, mình comment một dòng ạ. Ở đây mình sẽ gọi cái hàm tạo data nhá. Tạo data. Đấy. Thì bây giờ nhá, mình sẽ lên trên này, mình sẽ kiếm một vài câu đố. Chuỗi hình bắt chữ. Đây, câu đáp án này chắc chắn là bao la. Mình đoán chắc chắn luôn. Đây, mở hình cho ta mới này. Đó. Đấy, mình sẽ copy cái địa chỉ hình ảnh này. Đấy, mình paste đây. Đáp án có phải là bao la không? Bao la, được chưa? Tên, tên mình như là màn 1 chẳng hạn. Đấy. Màn 1, qua được màn 1 thì qua được màn 2. Rồi. Rồi, ví dụ thế đi. Rồi tiếp đến là private, à không, là public. Public lấy câu hỏi. Public câu hỏi này, trả là câu đố này. Lấy câu đố. Ok chưa? Rồi, ở đây mình kiểm, ở đây thì mình sẽ return cái Aramid chấm A là câu đố thứ index, thứ số câu số bao nhiêu ấy. Đó. Chấm vậy. À nhầm, thằng này không phải AD mà là ghép. Rồi. Mình gọi này. Mình nhưng mà mỗi lần lấy câu đố ấy, mình sẽ phải tăng cái vị trí câu đố lên. Ví dụ qua câu 1 thì phải tăng câu 2 đúng không? Đấy. Nhưng mà nếu như cứ tăng này thì anh sẽ dẫn đến cái chuyện là tràn mạng. Nôm na là cái mảng của bạn có 10 thằng, bạn muốn lấy thằng thứ 11. Đấy. Nôm na như kiểu là bây giờ một trái tim yêu được yêu một người, bạn cứ cố yêu hai người thì đơn giản thằng cô đơn bao giờ cũng là bạn. Rồi lại quay lại kết cục là bạn với bàn tay phải. Mệt lắm. Ở đây mình phải kiểm tra. Nôm na giống như kiểu phải kiểm tra khi mà định thả thính một em khác á, thì phải kiểm tra xem mình đã yêu em nào chưa. Nếu em rồi thì thôi, mình khuyên thật nên ăn tiếp, ăn tiếp, ăn được càng nhiều càng ít, kêu thôi nha, đừng đừng bắt chước. Các bạn mà làm theo thì mình không chịu trách nhiệm đâu. Đây mình kiểm tra, nếu như mà cái câu số của mình này mà nó vẫn mà nó lớn hơn hoặc bằng thằng ARR chấm sai thì cái câu số của mình bằng ARR chấm sai trừ đi 1, thì có nghĩa là mặc định nó không thể lấy hơn được. Nếu mà là mặc định bạn sẽ không thể yêu hơn hai người được, à hơn một người, quên. Rồi sau tiếp đấy thì mình làm gì ở trong này? Ở đây nhá, mình sẽ public, mình sẽ tạo ra cho nó một cái thằng thằng chính là cái thằng chơi game model à, đặt tên cho nó model đó. Ở trong thằng này, trong thằng init này đó, mình new lên, khởi tạo lên, new chơi game cho model, chuyển vào zip đó, xong là xong rồi. Đấy. Và đây mình viết thêm cho nó một cái hàm public private void, hiện câu hỏi đi, hiện câu đố, hiện câu đố. Thì cái hàm hiện câu đố là nhiệm vụ gì? Thì nó sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên chính là đáp án này bằng cái thằng bằng 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 thằng model chấm lấy câu đố. À quên, cái này mình phải tạo ra một thằng câu đố, câu đố này, câu đố đấy. Thì ở đây cái thằng câu đố sẽ bằng thằng model chấm lấy câu đố, và cái thằng đáp án sẽ bằng thằng câu đố chấm
đáp án đó. Và sau khi đấy ở xong á thì các bạn copy y nguyên thằng này cho mình, paste xuống đây, và cái hàm hiện câu đố á sẽ được gọi ở đây là cái nhất. Và cái thứ hai nữa là cái thằng chỗ check win này, nếu như win thì phải lấy câu khác không, thì sẽ hiện câu đố, gọi cái hàm hiện câu đố ở đây nữa đó. Rồi bấm văn anh xem được cái gì này. Rồi thể hiện đây đúng không? Đây, ví dụ nha, đáp án này là bao la nha, bao la đó, bạn đã chiến thắng đúng chưa? Ủa sao đáp án lại tăng này, xem lại nha. Tại vì ở đây thiếu, cứ clear thằng này đi đó. Không, đấy là cái nhất. Thì cái thứ hai ấy là các bạn cái hình nó không được hợp cho lắm đúng không? Bây giờ mình phải hiển hình thôi. Thì hôm nay là cái trong để hiện hình ấy, để lấy cái hình này à, hiện online này, hiện nay hiện lên cho các bạn ấy, thì các bạn có thể dùng thư viện ngoài đó. Đó chứ đúng là Android D này. Rồi có tìm kiếm nhá, Android D nhá. Glide Load Image. Đó. Ta vào chuyển trực tiếp sang chủ đó. Glide Load Image. Load Image. Chrome URL. Đâu rồi? Xem trang chủ có được không? Bỏ mẹ hả? Đây rồi. Đây đúng không? Đó. Các bạn copy cái dòng này cho mình. Sau đó vào trong Android Store. Mở cái view.get. Nhớ là module map nha. Bạn paste vào dưới này cho mình. Rồi. Nhấn xin nào. Sau đó các bạn vào manifest. Manifest này. Ở trong này các bạn khai báo là cho nó thêm một quyền là sử dụng internet, có nghĩa là sao, có nghĩa là trong khi khai báo này ấy, thì hôm nay là cái app nào cũng thế thôi, không phải app nào cũng có quyền truy cập internet đấy. Thì các bạn muốn truy cập internet thì các bạn phải khai báo ở trong này là app bạn có sử dụng internet thì nó mới cho các bạn dùng internet đấy. Hôm nay nhà xin 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 bố mẹ đến nhà cà rớt, xin bố mẹ đi chơi thì không phải thằng đấy nào cũng được đấy, thì phải khai báo này mới được chứ, phải ới cho các ba trước. Còn các ba ơi, hôm nay cháu muốn đưa em A đi qua đêm kiểu kiểu ấy. Rồi sau đấy nhá, các bạn quay lại cái màn hình này này, cái màn này này đó, các bạn tạo ID cho thằng này, img ảnh câu đố chưa, ảnh câu đố nha. Sau khi xong mà có ID xong, bạn vào lại file activity ở đây, các bạn tạo cho mình một cái image view đó, paste thẳng vào đây. Rồi ở hàm ánh xạ thì các bạn nhấn Ctrl D và paste cái ID vào đây để tiến hành ánh xạ cho nó. Sau khi ánh xạ ra xong nhá, là cái thằng này là bây giờ mình sẽ tương tác được với nó rồi đúng không? Sang bên này, bạn nhìn nhá. Các bạn copy y nguyên cái thằng này, này cho mình. Đó. Rồi. Các bạn ở chỗ phần hiện câu đố à. Bạn paste vào dưới đây. Thì như chắc chắn nó sẽ báo đỏ. Ủa mẹ. À, bây giờ thay đổi nhiều quá. Nhưng mà
Rồi, quýt. Quýt, các bạn cần truyền vào cho nó contact. Các bạn truyền vào zip cho mình này. Tiếp theo nữa là cái địa chỉ ảnh. Địa chỉ ảnh, noát từ cái ảnh nào và xuống ấy. Các bạn gọi câu đố. Chấm ảnh và loát cho cái ảnh nào trên màn hình. Chính là cái im ở câu đố à. Đó. Bây giờ mình thử run nhá. Em được cái gì nhá. Run 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 run. Quá lâu vậy. Đó là nhưng mà hình sai quá. Rồi sửa lại một tí. Mình sẽ không để nó cho nó thằng này là xem chờ group nữa. Mình sẽ để cho nó là xem chờ inside. Có nghĩa là co. Nó sẽ co cho cái hình ảnh vừa. Đấy. Không bị mẻ cả. Còn lại này. Không được đẹp cho lắm nhỉ, đúng ra nó phải căn ra giữa. Thì đấy, cho thằng này thêm cái graffiti là xem chờ để cho căn ra giữa. Còn lại thôi, chả cần cho graffiti ra. Thế để cho nó mắc pattern. Mắc pattern and mark parent. Đó. Còn lại. Đấy, nó căn ra giữa rồi nhưng mà không được đẹp. Mình không thấy đẹp. Không đẹp thì sửa. Có mark parent rồi đấy à. Ok. Này là được rồi. Đó. Bảo là đúng không? Đúng chưa? Đó, do cái hình nó hơi bé. Do hình trên URL hơi bé. Hoặc là mình sẽ sửa thằng này lại. Biết xem chờ. Đó. Xem chờ. Còn lại xem được cái gì à. Đó. Đấy. Nó phải thế này. Đấy, đẹp đẹp thế này. Đấy. Bao la. Bao la hiệu con đùm. Đấy. Cứ chặn mọi thứ bắn từ ra. Bắn từ cơ thể bạn. Đó. Bạn muốn bắn cái gì cũng không bắn được. Đấy. Cái thứ này có tác dụng là ngăn. Ngăn ngừa tránh thai. Đấy. Giúp nhân loại có thể tránh được cái hậu quả mới từ những thứ bạn bắn ra. Ok. Như đây mới một câu hỏi đúng không? Đây, mình sẽ tìm thêm câu khác nha. À, cái thằng này là đây đi. Thằng này chắc là ma dù nhỉ. Sao chép hình ảnh vào trong này, quay lại model. Đó, căn chân D này, thêm một vài câu nữa đi. Đấy, nhìn cho nó chân thực. Rồi, test thế này. Ảnh này, thằng này là ô mau, hay ma dù. Ma dù thì hợp lý hơn. Ma dù du mà du em đi. Tiếp đến nữa. Mình không phải là cái người giỏi chơi trò này lắm. Ngựa ô sao chép địa chỉ hình ảnh này. Này là ngựa ô. Ngựa ô, có con ngựa, ngựa ô. Ngựa ô. Sâu bé à? Sâu xa. Ôi giời ơi. Ta chắc địa hình ạ. Thằng này là sâu xa. Sâu xa. Sâu xa có vài thứ sâu, rất sâu và xa, giống như kiểu tình cảm của Kurt dành cho mình chẳng hạn.
Đại hải nó sâu lắm nhưng mà xa quá mình không bơi tới được. Rồi ngựa ô, bố biết thử à, ngựa ô thì ngựa ô easy game, có con ngựa ngựa ô. Ô bác 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 này đâu, để xem nào, xem sai ở đâu nhá, để xem bác có vào trong lốc két inside ra mà. Mình biết mình sai đâu rồi. Đây. Đã sửa thành số 10 này. Chấm sai cho mình là xong. Đó, thế thôi. Lại. Ngựa ô thì trả lại nữa còn sao? Ngựa ô, đó, bạn trắng. Tiếp theo, ô dù. Ô dù. Ồ. Ủa tại sao vậy? Nó biết là sao? Đơn giản thôi. Có nghĩa là cái index này, cái vị trí của mình trả lời. Mỗi lần băm data mình phải xét lại. Cho nó bằng không. Đó, thì mới chạy. Thì nó đang vẫn new cái index của cái đáp án cũ. Nên nó không chạy đâu. Rồi. Trả lại phần nữa nè. Có con ngựa. Mẹ tao nhìn mặt mày ngứa mắt rồi đấy. Ok. Rồi. Ma dù đúng không? Gì đơn giản. Bao la đúng không? Bao la. Đó. Ok. Easy game. Nó đang bỏ qua cái câu đầu tiên cho mình như vậy. Bởi các bạn sao? Bởi vì khi cái câu số của mình á khởi xuất phát điểm ấy nó là không, và khi tăng lên nó sẽ tăng một, nên từ cái đáp án sâu xa mình ấy bị mất. Bây giờ mình sửa ấy, mình sẽ sửa thành trừ một, đó là xong. Ngón này cành đào bây giờ sẽ là sâu xa, sẽ hiển thị đầu tiên. Đó, sâu xa sâu à, sâu này. Alo 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 1 2 3 4 alo alo sâu xa đó, ngon chưa? Rồi video lần này xin dừng lại đây thôi. Ở video tiếp theo mình dẫn các bạn là cái phần thêm cái nút gợi ý đi. À không, thêm cái phần điểm của người chơi đi, tiền của người chơi á. Ok, video của mình xin dừng lại đây. Chúc các bạn học chơi vui vẻ. Nếu các bạn thấy video này hay, nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh hoặc là subscribe. Đấy, nếu rảnh rảnh ấy, thì các bạn có thể vào kênh của mình xem nhiều video hướng dẫn khác. Đó, có rất nhiều video nhá. Rồi, các bạn cũng thể ebook trực tiếp với mình thông qua cái fanpage, mình sẽ để link ở bên dưới. Ok, cứ ebook đây mình sẽ trả lời. Đó. Rồi, video của mình xin dừng lại đây. Chúc bạn học sinh vẻ.